Xin chào các bạn. Có bạn nào có niềm đam mê về Lan Huệ giống mình không? Đây, hôm nay về mình vừa về một thùng Lan Huệ luôn. Hình như ở đây có, mình cũng không nhớ nữa, bởi vì mình order từ tháng 7 rồi, chắc là tầm 10 củ. Hiện tại thì mình cũng có trên 40 giống Huệ rồi nhé, Lan Huệ rồi nhé. Mà cũng có thể nhiều hơn, bởi vì mình cũng trồng được vài năm rồi và cũng sưu tầm được khá nhiều. Đây, các bạn đã có những củ này chưa? Đây, của mình chủ yếu là củ của Hà Lan nhé. Của Úc mình cũng có, nhưng mà mình cũng ít thôi, cũng có tầm chục giống khác nhau. Đây, đây là củ size 30/32 này. Đó. Đây, củ tiếp theo đây. Đó. Củ này size 28/30. Củ đây. Củ này đã bắt đầu nhũ nụ rồi nhá. Đó. Đây, củ này một thời gian nữa thì mình sẽ có được 2 cây con rồi. Mình sẽ tách được đó. Tầm 1 tháng, 2 tháng nữa mình sẽ tách. Thôi, qua Tết đi, mình tách một thì. Đó. Củ tiếp theo. Củ này là size 26/28, hơi nhỏ một chút. Nhưng mà với những củ này thì đấy, đã nhũ nụ rồi. Đó. Đây, củ này size 30/32. Củ này to nhé. Đây. Củ này mình cũng có một củ giải hoa rất là đẹp. Đây. Mình không đọc tên bởi vì thực chất là tên của nước ngoài, mình chỉ biết cây hoa thôi, mình chọn củ thôi chứ mình cũng không đọc được tên. Đó. Đấy, củ này rất là to. Củ này chắc phải size đâu nào? 30/32, củ này to to đấy. Đấy, củ này 28/30 nhỉ, mà củ này cũng rất là to này, rất là lãi ở đây này, ở đây này. Một cái con này. Đây, củ này thì mình cũng đã có một củ rồi, hoa rất là đẹp. Đây, củ này các bạn đã có chưa? Củ này hoa rất là đẹp. Đây, đây nhá. Đây, các củ của mình đây thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ồ, mình có đúng 10 củ nhé các bạn nhé. Đây. Đó. 10 củ này thì chốc nữa mình sẽ xử lý trước khi mình đem trồng nhé. Đây, với những củ này thì mình sẽ bỏ hết. Mình sẽ bỏ hết những cái phần dễ khi người ta nhổ lên rồi người ta ép hoa ấy, người ta đấy vận chuyển rồi, đây này, mình phải bỏ hết phần này đi để ra rễ mới rồi mình trồng, thì mình sẽ bỏ hết những cái lớp ngoài này đi, mình cắt bỏ rễ và mình sẽ để lên trên cốc nước nhé, để ra tầm một nữ ra một tầm 1-2 rễ thì mình sẽ lên mình trồng thì nó sẽ đảm bảo hơn đấy. Đây đó, các củ này đã nhũ nụ đây, một củ nhũ nụ này, hai này. Đó, củ này nữa. Một thời gian đã được ngắm hoa rồi. Đó. Chút nữa mình sẽ quay cái quá trình mà mình xử lý cây ở trước khi đem trồng nhé. Thế là riêng ở đây là mình đã có 10 củ hoa khác nhau. À rồi mọi người, bây giờ mình sẽ xử lý củ Lan Huệ trước khi mình đem trồng nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ hết cái phần rễ đi. Đó, rồi mình sẽ cho ngồi nước để khi nào mà cái rễ ra vài rễ trắng là mình sẽ đem ra chậu mình trồng nhé. Hoặc là mình nếu mà không ra rễ thì mình cứ cho ngồi từ 3 đến 5 ngày là mình cũng phải đem trồng rồi nhé các bạn nhé. Đó, đây này. Người ta ép hoa nên bây giờ mình phải bỏ hết cái rễ này đi. Rồi, đây. Các bạn có thể bỏ lớp ngoài đi nhé. Nhưng mà mình không bỏ, mình cứ để vậy đã, bởi vì mình còn có tem mác ở đây, mình bỏ ra mình sợ mình lẫn lộn ấy, nên mình cứ để vậy thôi.
Đó. Đấy, cho vừa vào nước. Mình cho mùi nước vậy. À, đây này, cái phần các bạn chú ý nhé. Ví dụ như cái phần này này, như cây này nhá, thì vẫn còn dễ tươi là mình không cần phải bỏ hết đâu nhé. Mình chỉ cần loại bỏ đi những cái phần rễ mà đã khô héo thôi đây. Còn phần tươi này thì mình vẫn để lại nhé các bạn nhé. Nhiều bạn thì làm máy móc quá, lên mạng xem thì người ta xử lý củ Huệ là trước khi đem trồng là bỏ hết rễ đi, là các bạn bỏ hết là không đúng đâu các bạn ạ. Mình đã trồng rất là nhiều rồi, ví dụ như cái củ này chẳng hạn, thì bây giờ vẫn còn rễ nhé, rễ còn tươi thì mình chỉ bỏ đi những cái phần rễ già thôi, còn lại mình vẫn để. Và bỏ đi cái lớp già già đây này. Bỏ đi.
Các bạn phải đảm bảo là phần đế này vừa chạm đất nhé. Như cái này là hơi hơi ít nước một chút thì chút nữa mình sẽ bù nhé. Đây, củ này mình đã xử lý rồi. Đó. Đây, củ nồng nhũ nụ nhé. Củ này cũng hơi ít nước này, chúng ta mình thêm một chút. Mình đảm bảo là cái phần đế này vừa xuống đến nước nha các bạn nhé. Đó. Đây, mình đã hoàn thành rồi nhé các bạn. Đợi khi nào cây bắt đầu ra rễ trắng là mình sẽ mang đi mình trồng. Bởi vì bây giờ thời tiết rất là lạnh rồi, cho nên mình cứ phải để ra rễ để mình mang đi trồng thì cây sẽ đảm bảo hơn nhé các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy kênh của mình có ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh cho mình nhé. Tạm biệt các bạn.